Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé Hôm nay Trung Kiên sẽ giới thiệu với mọi người Một nô nhà nhật và mở bán Xỉ nẻ cho mọi người nhé Nô này thì cực kỳ đẹp Và không để cho mọi người chờ lâu nữa Và mình sẽ đi sâu vào để giới thiệu cho mọi người nhé Nô này của mình còn Mình chọn được 100 cây Nó đều đều nhau Và cây nào cũng rất là ống đẹp nhé các bạn nhé Những cây này thì đều xén tàn rất là dày và hiện thời cây đang rất là nhiều lọc và nhiều lụ này các bạn về có thể chơi được hoa ngay à, hoa nhà nhật thì trên kênh của chúng kiên trung kiên cũng giới thiệu với mọi người rất là nhiều rồi kể cả về kỹ thuật làm cũng như là à, à, kỹ thuật chăm sóc làm tàn và à, các bạn à, với cái nô nhà nhật này thì à, À, mình sẽ giới thiệu qua cái hoành gốc của của cây ấy. À, cây to thì nó bằng ngón tay cái của mình hoành nó khoảng độ tầm 7 cm nhé to hơn ngón tay cái một chút còn những cây nhỏ hơn thì nó bằng ngón tay trỏ những cây này là loại nhỏ hơn này nó bằng ngón tay trỏ này và những cái nô này thoát thân đều 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 từ 40 cm 45 cm đến 60 cm nhé các bạn nhé những cây mà thoát thấp thì cây gốc nó sẽ to còn cái hoành gốc của nó thì mình đo là nhỏ nhất là 5. Còn to nhất của nó là khoảng độ tầm 7, 7 và hơn 7 một chút xíu. Cây thì mình xén tròn rồi, bóng tàn rất là dày. À, loại này thì cái tàn nhỏ nhất như cái cây này tàn nhỏ nhất thì nó được khoảng 60. Thì mình cứ báo với mọi người từ 50. À, còn tàn à, rộng nhất thì được 80 này các bạn này Cây thì đang rất là nhiều lụ, à, các bạn về có thể khoảng độ tầm 2 tuần nữa là bắt đầu sẽ chơi được hoa rồi. Đặc điểm của cái nô này thì cây rất là ống thân. Và nếu mà các bạn có đất, các bạn nuôi nuôi xuống thì nó sẽ nhanh lớn bởi vì mình trồng trên bịch cũng cả năm nay rồi. Đây. Cây trồng trên bịch vải ấy, nên là các bạn rất là yên tâm. về giá bán này riêng cái nô này thì tùy vào số lượng vì vậy nên là các bạn à, có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với số vườn nhà mình số điện thoại vườn mình là 035 55055 hoặc 0961 0961700 à, 535 nhé các bạn nhé Đây là hoa của nhà nhật này đặc điểm của nhà nhật thì hoa của nó cũng à, có à, hương thơm ngọt và À, cực kỳ thơm nếu mà về chiều tối cũng như là buổi sáng nhé các bạn nhé cây nào cũng rất là ống thân à, những cái loại cây như này thì chúc kiên ưu tiên bán xỉ trước còn các bạn mua lẻ thì mình vẫn uh, ship nhưng mà với những cây nhài này uh, mình xén uh, rất là, là dày râm và rất là sát. Vì vậy nên là mình cũng đang lo no cái việc là nếu mà uh, ship cho các bạn bằng bưu điện đấy hoặc là uh, ship bằng GNT thì uh, cái việc bị tượt cảnh tượt cảnh nó sẽ bị này và cái uh, gãy các cái răm bởi vì nhà nhật nó răm nó khá giòn. Nên là mình sẽ ưu tiên bán sỉ là số 1, uh, thứ hai nữa là ưu tiên bán tại vườn là số 2. Còn thứ ba nữa là nếu mà các bạn mua uh, năm mười cây mà gửi ở dọc quốc lộ bắc nam thì mình gửi xe tải nó sẽ yên tâm hơn các bạn ở gần khu vực hưng yên hà nội thì gửi xe ôm thì nó sẽ đảm bảo hơn nhé các bạn nhé bởi vì bản chất của cái anh nhà nhật này, này cái cành nó giòn hơn các cái loại khác nên là dễ bị tượt cành mà xén như này thì nó rất dày răm rồi nên là bó rất, rất khó Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với cả số vườn nhà mình. Số vườn và Zalo số vườn đều là một. Mình xin nhắc lại số vườn nhà mình nhé, số vườn là 03542 55055 và trung kiên cũng mới làm thêm một số vườn nữa là 0 nhé. Nhà mình sẽ giao dịch trên hai cái số đấy để chốt đơn. Cảm ơn mọi người đã À, xem uh, video của Trung Kiên nhé à, Mình tổng hợp lại nè à, Hoành của uh, gốc này, này Nó sẽ từ 5 cho đến 7 Hơn 7 một chút à, Thoát thân thì từ 40cm Đến 70cm nhé à, Cái thoát thân thì hầu như là 50cm đến 60cm sẽ nhiều Còn hàng 70, 40 thì ít á à, Tàn ngang của nó thì từ 50cm Đến 80, 90cm trở lên tổng cao từ mặt bầu của cây thì từ 90 phân cho cho đến 1 mét mốt nhé các bạn nhé tùy vào cái độ thoát thân thì cây nó sẽ cao thấp khác nhau nô này mình còn 100 cây và đều đều như nhau nên là các bạn mua xỉ thì các bạn mua sớm thì sẽ có những cây cực kỳ óng luột như thế này À, Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé